bạn ơi. Mình phát hiện ra đây có một con khủng long đang đứng rất là to luôn. Wow, các bạn có thấy thích không nào? Bây giờ mình sẽ bật lên và đưa gần lại cho các bạn có thể xem kỹ hơn nha. Wow, trên tay mình đây có vẻ như là một con khủng long Brachiosaurus. Nó là một con khủng long ăn cỏ, có một cơ thể rất là to cùng với một cái cổ rất là dài luôn nè các bạn ơi. Wow, Brachiosaurus nha. Không biết quanh đây chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác không các bạn ơi. Wow, và nó đã nằm ở trong một cái rổ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc săn lùng khủng long thôi nào. Mình nghĩ là sẽ nên đi men theo hàng gạch này nha các bạn ơi. Wow. Wow, ở đây chúng ta có hai con khủng long luôn. Haha, hôm nay đúng là một ngày thật là may mắn đối với mình rồi các bạn ơi. Và để xem chúng ta sẽ có gì đây. Wow, đây là con khủng long Deinonychus, một loài khủng long ăn cỏ di chuyển bằng hai chân. Nó có một cái màu đỏ ở trên đầu nè các bạn, và những cái móng vuốt ở trên tay rất là dài và sắc nhọn luôn đó. Mình sẽ tạm thời bỏ con khủng long này vào trong cái rổ của mình nha, và tiếp tục đến với con khủng long tiếp theo nào các bạn ơi. Tiếp tục là con khủng long, đây là Indoraptor. Wow, các bạn nhìn từ xa có thấy nó rất giống một con chuột không? Và không biết đây có phải tổ tiên của loài chuột không nha các bạn. Trên miệng của nó thì có rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn, và trên lưng có đầy màu sắc khác nhau luôn, rất là đẹp. Wow, tiếp tục thôi nào nha các bạn ơi. My God. Wow, rất là nhiều những con khủng long khác nhau và có cái búa thế này. Một cái đầu con khủng long bạo chúa T-Rex rất là to luôn. Wow, những con khủng long to nhỏ đều có hết ở đây luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt một con khủng long ở gần mình nhất nha. Styracosaurus, nó thuộc họ khủng long ba sừng. Một con khủng long có màu xanh lá cây và di chuyển bằng bốn chân đó các bạn. Chúng ta sẽ bỏ hết vào trong một cái rổ như vậy để xem con tiếp theo. Một loài khủng long Derigirosaurus, nó có màu xanh trên người và những cái móng vuốt rất là sắc nhọn luôn nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Derigirosaurus. Tiếp tục là một con khủng long Plesiosaurus nha. Một con khủng long rất là đặc biệt, nó sống ở dưới nước, sở hữu một cái cổ dài cùng với lại bốn cái tay bơi sẽ giúp cho nó di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn luôn nha. Plesiosaurus. Wow, mình đã nhìn thấy một con chim, đây là chim Cynonithosaurus, một loài chim đã bị tuyệt chủng rồi. Trên lưng của nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau, trông rất là đẹp và bắt mắt luôn đó các bạn. Cynonithosaurus. Thế bên này chúng ta sẽ có một con khủng long Velociraptor, màu xanh lá cây này các bạn. Nó chạy bằng hai chân rất là nhanh nha. Còn đây là một con khủng long Parasaurolophus, hay còn gọi nó là con khủng long mào kiếm. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái mào của nó được làm giống như hình cái kiếm vậy. Và con khủng long mào kiếm này là một con khủng long ăn cỏ, nó chạy bằng hai chân nha. Wow, tiếp tục, đây là con khủng long Stegosaurus nè các bạn ơi. Wow, nó rất là to luôn. Trên lưng thì những cái gai rất là to nữa nè các bạn ạ. Một con khủng long ăn cỏ, di chuyển bằng bốn chân. Stegosaurus. Chúng ta sẽ có gì nữa đây?
Đây là con chim Papotera lodon. Wow, nó có cái mỏ dài, hai bên cánh của nó là những cái bàn tay giúp nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn trong quá trình bay đó các bạn. Wow, chúng ta vẫn còn rất là nhiều những con khủng long khác nhau luôn. Và để tiếp tục video ngày hôm nay, mình đang cầm trên tay là một con khủng long Miragaya, một loài khủng long ăn cỏ, có một cái cổ và cái đuôi rất là dài, có cơ thể màu xanh lá cây cùng với rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn và được xếp rất là đều và thẳng hàng với nhau. Miragaya. Phía bên này mình đang cầm trên tay là con Dilophosaurus, hay còn gọi nó là con thằn lằn hai màu, một con khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Wow, các bạn có thấy quen không? Đây là Megalodon, một loài cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Khi trưởng thành thì Megalodon nó có thể đạt tới chiều dài là 18,2 m và nặng tới 60 tấn lận đó các bạn. Wow, rất là ghê đúng không nào? Chúng ta sẽ tạm thời bỏ vào đây hết nha. Bên này chúng ta sẽ có một cây búa. Đây là cây búa của thần Thor, có một cái cán màu đỏ, khi mình cầm cảm giác rất là thoải mái và chắc tay đó các bạn. Wow, rất tuyệt vời luôn đúng không nào? Các bạn có thích những món đồ chơi mô hình khủng long của mình giống như vậy không? Và tiếp theo, đây là một con khủng long bảo chúa Tyrannosaurus Rex. Nó là con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Nó sợ còn sở hữu một cái hàm răng rất là chắc khỏe đó các bạn ạ. Một cơ thể rất là hoàn hảo để dùng đi săn. Đúng không, hổ danh là khủng long bạo chúa các bạn ơi. Tyrannosaurus Rex. Và ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một cái hộp đồ chơi của mình. Nó có hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong là những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Những mô hình đồ chơi thôi nha các bạn. Rất là nhiều. Wow. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay mà mình đã bắt được đó các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và tạm biệt.